Rồi, rút gọn nha mọi người. Rút gọn, đó là A bằng 1 phần căn A trừ 1 trừ 1 phần căn A tất cả chia cho căn A cộng 1 phần căn A trừ 2 trừ căn A cộng 2 phần căn A trừ 1. Thì thứ nhất nè, các bạn nhìn vào cái ngoặc đầu tiên, các bạn phải tìm được mẫu thức chung của cái ngoặc đầu tiên, mẫu thức chung của cái ngoặc 1 nha, cái ngoặc 1. Thì có phải là lấy hai mẫu này nhân lại không ạ? Đó. Hai mẫu này nhân lại. Được chưa? Vậy ta A sẽ bằng gạch nguyên đường dài nè, viết lại mẫu nè. Rồi, hàng này là căn A trừ 1 thiếu gì ạ? Thiếu căn A, lấy 1 nhân căn A. Hàng này căn A thiếu căn A trừ 1 thì lấy 1 nhân căn A trừ 1. Chốt chỗ này chưa mọi người? Tiếp tục nè, chia tương tự tìm mẫu thức chung của hàng 2 là chính là căn A trừ 2 nhân căn A trừ 1. Rồi, cũng gạch nguyên đường dài, viết lại mẫu căn A trừ 2, căn A trừ 1. Rồi, vậy thằng này căn A trừ 2 thiếu gì ạ? Căn A cộng 1, lấy thằng này nhân căn A trừ 1 trừ thằng này căn A trừ 1 thiếu gì ạ? Căn A cộng 1 thì lấy căn A cộng 2 nhân căn A trừ 2. Được chưa ạ? Thiếu cái gì nhân cái đó nha mọi người. Rồi, bằng. Rồi, tiếp tục nè. Ta gạch nguyên đường dài, viết lại mẫu. Ở trên các bạn chỉ cần phân phối vào ra căn A trừ căn A cộng cộng 1. Rút. Chia. Đó không ạ? Đây, hàng đẳng thức nè. A cộng B, A trừ B. Vậy là ra A bình trừ cho B bình. Viết lại mẫu trước nha mọi người. Viết lại mẫu trước. Rồi, trừ nè, đây cũng là hàng đẳng thức nè. A bình trừ B bình, cẩn thận bởi vì trước ngoặc có dấu trừ. Rồi, vậy sẽ ra là 1 phần căn A trừ 1 nhân căn A. Đây, khai triển nè, ra A trừ 1 trừ A cộng 4 chia cho căn A trừ 2 nhân căn A trừ 1. Cẩn thận đừng để bị sai dấu nha mọi người, rút nè. Được chưa ạ? Rồi, đây với đây còn lại là 3 nè. Vậy là bằng 1 phần căn A trừ 1 nhân căn A chia nha. Đây là dấu chia nha. 3 phần căn A trừ 2 nhân căn A trừ 1. Chia đúng không ạ? Thằng nhân nghịch đảo nè, viết lại cái phân số đầu. Nhân nè, nghịch đảo đi à, căn A trừ 2 nhân căn A trừ 1 chia 3. Rút nè, rút, được chưa? Vậy mình sẽ bằng gì à? Đó là căn A trừ 2 chia cho 3 nhân căn A. Ok, chỗ này chưa mọi người? Mọi người ơi, mọi người trong quá trình giảng có chỗ nào bị sai, chỗ nào bị thiếu, các bạn cố gắng comment giúp lợi để là khắc phục những đoạn clip sau trở nên hay và ý nghĩa hơn nha mọi người. Cảm ơn mọi người rất nhiều, mọi người ơi, ủng hộ.